này. Anh đi về taxi đi. Hết quần chó này nhá. Mày đứng ở đây thì mày giải tán hết nên bắn nát sọ của mày luôn. Anh đã khuyên em là như thế nào, về đi nhá, cứ về đi. Anh mình đã khi nào tỉnh táo rồi mình nhỉ. Nhưng em nói vậy, em thể hiện câu lạc bộ rồi, hà nội này em quá nhiều luôn. Câu lạc bộ gì? Anh đang say, anh đã biết rồi, anh biết nó say, anh bảo nó về mà. Thế hình Hà Nội nhá. Anh bảo thì về đi. Đã không làm việc nữa thì về đi.